dự án The Global City hay khu đô thị Sài Gòn Bình An do Masteri Home phát triển là khu đô thị hiện đại với các loại hình biệt thự, villa, nhà phố, shop house. Khu căn hộ hàng hiệu đẳng cấp quốc tế cùng hệ thống tiện ích trung tâm thương mại, shopping mall, trường học, bệnh viện. Đây sẽ là một downtown city mang tính biểu tượng của toàn khu vực Đông Nam Á, quy tụ các thương hiệu phát triển và nhà ở hàng hiệu hàng đầu thế giới. Khu đô thị The Global City với các tiện ích nội khu như sân golf, khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng, spa, công viên, đường dạo bộ, vườn hoa, khu club, khu BBQ, tiệc nướng, hồ bơi, khu thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời, trung tâm thương mại, shopping mall. Biệt thự tại Global City được Masteri Home thiết kế với 2 tầng gồm 5 phòng và có hồ bơi ngay tại trong biệt thự, thể hiện được sự xa hoa. Các căn hộ tại Global City cũng được chủ đầu tư Masteri Home trang bị và thiết kế nội thất tinh tế, hiện đại và mang đậm tính thẩm mỹ, tôn lên sự quyền quý của chủ sở hữu. Chủ nhân tại The Global City sẽ có những đặc quyền dịch vụ quản lý cực kỳ đẳng cấp mà không nơi nào có được. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh dự án Global City của Alo Căn Hộ SG.com. Hotline 0909 910 884.